Sao rồi? Mấy tháng không gặp, có gì kể chị? Hai, bữa giờ làm ở nhà, lúc thì công việc ở công ty, lúc thì tới con Út. Thằng Bình chuẩn bị vô cấp 2 nữa, em quá là nhiều việc luôn, vừa stress vừa mệt. Mà em không có thời gian lo cho bản thân mình luôn. À, trước kia em có tham gia một cái chương trình á, cứ đều đặn tham gia thử thách tuần, là vừa có sức khỏe mà vừa có bảo hiểm nữa. Nhắc tới mới tiếc ghê, năm rồi bận quá, tụt từ vàng xuống đồng. Bạn đang ở hạng đồng, mức bảo vệ giảm 5% so với mức bảo vệ ban đầu. Hèn chi, mà nói về bận rộn thì ông anh cô cũng vậy. Hứa với thằng An: Ba ơi, tới lúc đi leo núi rồi. Thôi ba mệt quá, con đi đi. Tới ngày đi, bùm. Hai cha con giận nhau cả tháng trời. Ủa là sao? Rồi xong rồi nhìn mấy cái tấm hình mà hai cha con năm nào cũng đi chơi cùng, cái ổng trầm ngâm, xong rồi động viên mãi, hỏi mãi, ông mới nói cũng muốn rèn luyện tốt cho sức khỏe, nhưng mà cũng muốn lo cho tài chính tài lực sau này, không có phụ thuộc vô con cái. Sau cái bữa đó đó, thấy ổng chăm chỉ luyện tập hơn, rồi còn đầu tư thêm một đống tạ để trong nhà kìa. Đúng rồi đó chị, em cũng vậy. Em bị rớt cái mức bảo vệ, em quyết tâm tham gia thử thách. Cứ mỗi sáng sau khi đưa thằng Bình đi học xong, cho ăn Út ăn xong là em cho anh thử thiền với yoga. Sắm hẳn luôn một cái máy đạp xe, đạp xe xong em đi bộ thêm 10-15 phút mỗi ngày. Ngày nào ổng cũng nè, tập tạ, chạy bộ, hít đất. Chúc mừng bạn đã lên hạng vàng Vitality. Đúng rồi đó chị, tập gì không có quan trọng, quan trọng là thực hiện mỗi ngày. Mà bận quá thì 3 ngày một tuần cũng được, cứ chăm chỉ đều đặn là được. Như em nè, sau 1 năm em đạt được mức em muốn, tăng lên vàng. Bạn tăng mức bảo vệ thêm 5% so với mức bảo vệ ban đầu. Đúng rồi đó, ngoài cái chuyện rèn luyện sức khỏe, ổng còn quan tâm đến chuyện ăn uống nữa. Bây giờ là phải ăn cơm vợ nấu nè, ăn uống heo thì hơn nè, rồi thêm nhiều rau xanh, còn trái cây nữa. Nên dạo này nhìn thon gọn nè, vui tươi hơn rất là nhiều. Vừa tự chăm sóc sức khỏe bản thân, lại vừa đủ bảo đảm sức khỏe tài chính. Mà tuần trước hai cha con nó đi leo núi rồi đó, về cười cười nói xong quên chị luôn. Vậy luôn đó hả chị? Mà thiệt cả nhà, từ ngày mà em đều đặn tham gia thử thách hàng tuần là em cảm thấy khỏe hơn, và em dư sức chăm lo bảo vệ gia đình luôn. Nè chị hai coi nè, em lên hạng vàng một cái thôi là em được gia tăng mức bảo vệ, được voucher đổi quà nữa nè. Vợ ơi, anh lên hạng bạch kim rồi nè. Chúc mừng bạn đã thành công đạt hạng bạch kim. Nếu duy trì hạng bạch kim mỗi năm, mức bảo vệ của bạn tăng thêm 10%, không cần đóng thêm bất kỳ phí nào. Hai anh em nhìn thật là tươi khỏe, chị cũng muốn trẻ hơn 10 tuổi, vừa đầy sức sống lại vừa trẻ khỏe. Đây, chị cho em mượn điện thoại. Tham gia bảo hiểm cùng sức sống 10 cộng cùng Vitality, tặng ngay 20% giá trị bảo vệ khi tham gia. Bảo vệ trước rủi ro sức khỏe, tối ưu quyền lợi bảo vệ sức khỏe mức cao nhất 40% số tiền bảo hiểm.